Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm triển khai trên cả nước, chương trình Mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là OCOP đã giúp tổ chức lại sản xuất và thúc đẩy thị trường cho hàng nghìn sản phẩm lợi thế của các địa phương, giúp gia tăng giá trị sản phẩm, nâng tầm cho sản phẩm địa phương tại thị trường trong nước và quốc tế. Trong quá trình tổ chức lại sản xuất, các sản phẩm OCOP của bà con cũng được đặt vào chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, chất lượng được đảm bảo theo hướng bài bản, đồng đều hơn, giá trị được nâng cao, đầu ra được mở rộng. Câu chuyện về gạo sáng cù, một sản phẩm đặc sản của Lào Cai sẽ cho thấy rõ hơn về điều này. Giữa mùa thu hoạch lúa sáng cù vụ 2, xưởng xay sát của hợp tác xã Tiền Phong nhộn nhịp xe thóc về, xe gạo đi. Toàn bộ thóc thu từ 46 hectare của 80 hộ liên kết được hợp tác xã bao tiêu giá ổn định, cao gấp đôi thóc thường. Hợp tác xã này mua thóc, bán gạo đều có hợp đồng. Nhưng loại giống gì, sử dụng phân thuốc nào đều phải tuân thủ đúng chỉ đạo của hợp tác xã. Không phải tìm thợ về để mua nữa. Đấy, nó liên kết là cái đấy. Chắc chắn là ngày nay tôi gặp là có người mua rồi. Trước kia thì cứ ai thích phun một tuần 2-3 lần, nhưng mà bây giờ là nó có quy trình ở phun điều độ, một là nó năng suất, hai nữa là gạo sản xuất ra nó đẹp. Công ty nông sản an toàn Lào Cai là một trong 6 doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lâu dài với hợp tác xã Tiền Phong. Từ khi gạo sáng cù có mẫu bao mới, gắn logo OCOP, có tem truy xuất nguồn gốc thì mỗi tháng, doanh nghiệp này bán được 20 tấn về siêu thị Hà Nội. Có cái mẫu mã bao bì để có địa chỉ thông tin rồi là tất cả những cái thông tin rõ ràng ở trên sản phẩm ấy, thì khách hàng người ta ăn một lần rồi người ta yên tâm, người ta có thể quay lại người ta tìm đúng cái sản phẩm đấy người ta ăn. Nhờ có chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân và 50 đối tác phân phối, hợp tác xã Tiền Phong đã đầu tư dây chuyền liên hoàn, giấy sáp thóc tách màu và đóng gói gạo hiện đại, hạt gạo bảo quản được lâu, độ thơm dẻo. Khi chúng tôi đã bảo được ra rồi, chúng tôi lại tổ chức lại cho các hộ dân liên kết. Đó là chúng tôi đã gom thành một khu cấy cánh đồng một giống, sản xuất theo đúng quy trình của các xã đề ra. Sau nhiều lần xét duyệt, gạo sáng cù Mường Vi là một trong 27 sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận OCOP và đạt 4 sao của Lào Cai, nay có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng giá trị cho các sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm còn đang được đề xuất nâng hạng 5 sao cấp quốc gia. Đáng chú ý, trong đó có các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là một cách nâng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Hàng trăm hecta vùng trồng có 4 loại dược liệu OCOP 4 sao của đồng bào dân tộc đã ký hợp đồng liên kết với nhà máy, được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám sát, bà con cung cấp nguyên liệu đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. Thu nhập bình quân mỗi người đạt 3-5 triệu đồng một tháng, cao hơn trồng lúa, ngô đến 3-4 lần. Một năm thì tập huấn 3 lần cho các bà con về các kỹ thuật, cách trồng và chăm sóc cây dược liệu theo đúng quy chuẩn. Cây dày, cây già, những cái lá vàng các thứ thì mình không được lấy, chỉ lấy đúng cây tươi và cái đẹp phù hợp với lại các quy trình của công ty đưa ra. Có chuỗi liên kết với nông dân, nhà máy có nguồn nguyên liệu ổn định quanh năm. Công ty thì có 4 cái sản phẩm đạt 4 sao OCOP. Đây là một cái mô hình liên kết 4 nhà mà chính quyền cũng đã tham gia ủng hộ rất là nhiều. Đưa vào danh sách OCOP các sản phẩm có tiềm năng phát triển, các địa phương đã tập trung hỗ trợ để nâng cao giá trị cho các sản phẩm này. Đồng thời, đẩy mạnh vai trò xã hội như tăng việc làm, nâng cao trình độ sản xuất cho người dân địa phương. Dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ có hơn 3.800 sản phẩm được chuẩn hóa OCOP, bằng 1,6 lần so với mục tiêu là 2.400 sản phẩm. Nhưng trước khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và đợt mưa lũ gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, một yêu cầu đặt ra là cần tập trung nguồn lực để đẩy mạnh chương trình OCOP theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt hơn. Chúng tôi thấy là thúc đẩy ở các cái địa phương, nhất là vấn đề xây dựng cái vùng nguyên liệu và khai thác được các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều cái đặc sản đặc thù, và thứ hai là còn nhiều cái dư địa để phát triển các cái sản phẩm này. Chủ thể OCOP quan tâm đến các cái chứng nhận an toàn thực phẩm, kể cả cái chứng nhận của quốc tế cho cái sản phẩm của mình. Xuất phát từ cái chương trình OCOP và quy trình làm OCOP cộng với cái sự nỗ lực của chính quyền địa phương và cái tổ chức sản xuất kết nối thị trường đó, thì sản phẩm đó nó trở thành những sản phẩm có tên tuổi trên thị trường. Khâu tổ chức sản xuất, thành lập các hợp tác xã, thành lập các cái tổ nhóm để tạo ra một cái sản phẩm có sản lượng để đáp ứng được thị trường, có sự đồng đều về chất lượng, kiểm soát được quá trình sản xuất,
đảm bảo an toàn thực phẩm, thế rồi là tham gia thị trường, thì tất cả các khâu đó đều phải sự nỗ lực rất là lớn.